Chiều ra đây mà tắm. Đấy kẹt nhảy xuống dưới đấy. Trèo lên chứ sợ trơn ngã đấy con ạ. Nội xuống. Nội xuống được mà. Mày nội xuống. Đấy. Đi vào đá cũng được. Đây một xuống. Đấy. Thôi đi đi. Lên để xe thì đi thôi. Đấy. Sóng đánh được. Nước trong không? Ý, bị bõm, bị bõm. Đấy, xuống đây chụp. Ra hẳn chỗ đằng này. Ra hẳn chỗ đằng này đây. À mày ngồi. Ngồi. À tôi trèo trèo lên không trèo được. Thôi được rồi, bố quay rồi. Được trong veo. Ngoài này có thấy giao thông đứng mấy đâu? Không đứng nhưng mà chủ yếu ngồi xem cam chú ạ. À đấy á? Dạ vâng, ngồi xem cam phạt nguội đánh văn bản với công ty à. À thế là phạt nguội là nhiều. Đấy, toàn cam phạt nguội này. À đến đây đây đúng không? À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đây đây đây. Cam to lù lù đấy. Cam ra chiều đấy. Chứ thử không tuân thủ cái là chiều có biên bản về công ty cái là mai lên đi nộp phạt thôi. Thế Tào nào thấy đứng ít thế đúng không? Dạ. Ờ không thấy cảnh sát giao thông đứng mấy. Xanh nọn chuối kìa. Ở đấy, cano phóng kinh không? Con ra trong này chưa? Chạy giam này chưa? Chưa chưa. Xuống biển chưa? Đây là chạy giam trốn bóng pháp, trốn bóng gì đấy. Em có đủ người chưa? Đủ rồi. Đang xe lệnh. Đề nghị các bên di chuyển ngồi đúng vị trí để kiểm kê đâu. Không ngồi đấy, ngồi cạnh bác. Bằng cam thường, đề nghị không chụp app. Chụp app nó ảo, nó trắng trắng, nó không rõ mặt. Tuyệt đối cấm nhớ. Cháu Kim với cháu Tôm ở trong máy của bác ấy rồi.
di tích. Khoảng 30 phút thì ra đây anh nhở? Vào đây nhanh không mọi người. Di tích nhà Chúa Đảo. Pháo ơi. Ngày xưa mà bàn ghế đẹp thế này, không sờ vào hiện vật. Kệ rượu. Đây đi vào đây. Đây là phòng tủ à. Đấy. Rượu này, rượu Pháp. Kiệt mở cho chị Kim con. Cầm mở cho chị Kim. Ngày xưa thời Pháp có xây cửa hận rộng. Đấy, cái giường này. Giường ngủ đi. Đây là cặp à? Cặp táp của thiếu tá Nguyễn Văn Sáu dùng để dựng hồ sơ tài liệu. Cà vạt kỳ nhỉ. Hết rồi. Đấy. Bộ salon. Ủa, nhà Chúa Đảo. Chúa Đảo ở sướng không?